Anh ô tô hôm nay trường anh ô tô báo giá tổng thể toàn bộ xe bên salon ô tô mình nè, miền Nam chi nhánh 2 do trường anh đứng ra chuyển gì bán hàng toàn diện nha. Đây là con Ford Wheelchuck nè, bản số 48C05792. Là con Ford Wheelchuck nè. Con này sản xuất năm 2018. Con này xuất xứ Thái Lan nha. Đi mới được 21.000 cây, bên em bán giá 840 triệu. Anh chị nào mua thì bên Trần Anh có bớt thôi nha. Đây là phong dáng con Ford Ranger Wheelchuck nè, 4 vỏ nè, đẹp như xe mới luôn. Cuối năm 2018 Ford Wheelchuck anh chị nha. Đó, tổng thành xe bên salon bên em á. Con Wheelchuck này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết đến toàn thể tất cả anh chị rồi. 4 vỏ còn được 90% luôn, vỏ Seco chưa hè luôn nha anh chị nha. Nguyên bản hết. Chất xe còn rất là đẹp. Đây là đời 2018, máy dầu B-turbo anh chị nha. Rồi phần tổng quan phần nội thất của con Ford đây. Mạc tem bảo dưỡng định kỳ theo hãng nè, hai cầu. Số con là số tự động nha anh chị nha. Hai cầu điện ạ. Đó là form xe của con Ford Wheelchuck á. Bên em còn rất là nhiều xe, chừng anh sẽ đăng clip thứ tự chi tiết đến từng mẫu xe đến với tay người tiêu dùng ạ. Và tiếp theo là con Kia K3 máy 1.6 bảng AT nè. Con này dòng sedan với xăng số tự động anh chị nha. Con này đi được 59.000 km rồi. Giá bán công khai bên salon ô tô bên em là 465 triệu. Kia K3 đây là đồng sơn phong dáng của con Kia nè. 4 vỏ 90%. Mâm đúc nguyên bản theo xe hết. Nội thất rồi. Tích hợp là vô lăng, là trang bị vô lăng nè, cuộc gọi, chế độ tai nghe rảnh tay, túi khí trên con xe Kia K3 này nhá. Con này là số tự động nè anh chị. Nó trang bị cái màn hình rất là lớn, cửa sổ nóc nha, chỉnh điện toàn diện ạ. Đó, phong dáng của con Kia K3 đây. Đó, phong xe rất đẹp anh chị thấy không ạ? Ghế là ghế da nguyên bản theo xe luôn. 4 vỏ rất là mới. Mâm đúc. Con này là màu ghi anh chị nha. Là Kia K3 nè, bản số 49A13902. Anh chị tới tận nơi mua xe, đồng thời bên em có bớt cho anh chị và đồng thời là bao rút hồ sơ đến toàn diện tất cả các khách hàng luôn nha. Bên em nhận giao xe 64 tỉnh thành luôn ạ. Xe bắt nè anh chị, xe bắt đời 2009 nè. Xe này xe gia đình nha, không một xíu dịch vụ taxi con xe này luôn. Cam kết anh chị là không dịch vụ, không taxi nha. Xe bắt đời 2009. Dòng xe thương hiệu của Mỹ anh chị ạ. Hồ sơ bên em cầm tay rồi. Bên em bán giá là 135 triệu. Hôm nay giá khuyến mãi bên công ty salon bên em bớt cho anh chị ạ. Đó, đây là con xe bắt nè. Chất xe này chất xe gia đình anh chị. Đây ạ. Sản xuất năm 2009, giá 135 triệu nha. Anh chị mua thì bên Trần Anh bớt cho anh chị 10 triệu ạ. Rồi phong dáng con xe đây rất đẹp luôn. Tiếp theo là con Kia Forte bản số 49A20263. Đây ạ, con này máy 1.6 bảng AT anh chị nha. Sản xuất năm 2010 đây nè. Giá là 345 triệu là bên em là cam kết xe không cứng đụng ngập nước nha. Đây là tổng công ty salon ô tô miền Nam bên em đây. Rất là nhiều xe nha anh chị nha. Đó, Kia K3 đây, Kia Forte đó. Bốn vỏ rất mới nè. Mâm đúc nguyên bản theo xe luôn. Sơn rin còn 90% luôn nha anh chị nha. Đây nè, tích hợp thay nhận xuất là gương chỉnh điện nè. Bốn cửa chỉnh điện rất là nhẹ nhàng. Ghế nè, chủ nhà người ta bọc hết toàn bộ nội thất rồi anh chị đâu. Bọc một cái tấm áo nè, rất rất là xịn luôn nha. À, lót sàn nè anh chị, có lót sàn nè, đó.
Đây nè, lót sàn ta chống nè, chống dơ nè anh chị thấy không, lót sàn 6D nhé, tích hợp vô lăng trang bị túi khí nè. Con này trang bị là hai túi khí trên con xe Kia Forte anh chị nhé. Nội thất rất là đẹp, đồng hồ gương lồi. Con này đi được 77.646 km rồi anh chị. Đây nè, đó cụm đồng hồ nguyên bản hết từ ánh Z, số tự động luôn nhé. Ta bị cửa nè, rất liên lạc cửa số trời. Trang bị là cam hành trình trên con xe đây nè, đây là cam hành trình nè anh chị, cam hành trình, cam dê đầy đủ hết, đồ chơi trên con xe này rồi. Cửa sổ nóc nè, con này mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Xe bao cọc lên với tay người tiêu dùng nhé, mạc tem nè, nguyên bản theo xe hết từ ánh Z luôn. Đó, chất đóng cửa rất là liền lẹt anh chị không ạ. Tắp bi nè, đó, lót sàn nè, tắp bi cửa nè, nguyên bản hết từ ánh Z luôn ạ. Keo chỉ là không mất phân nào anh chị nha. Chất đóng cửa rất là liền lạc nè anh chị xem nè. Đó, phong dáng con Kia Forte đó. Đây ạ. À, 4 vỏ mới mâm đúc. Gầm bề là không có xíu mục mòn anh chị nha. Trang bị là cam trước, cam hành trình, cam dê đầy đủ trên con xe luôn, biển số 49E20263. Bản SX anh chị nha. Nước sơn rất bóng anh chị nè, nước sơn rin nè. Đó, nước sơn rin của em ở đây rất là bóng luôn. Bốn cửa đẹp như nhau luôn ạ. À, bên em còn rất là nhiều xe thích hợp để cho anh chị nhiều sự chọn lựa nhé. Là lót sàn nè anh chị coi nè, nó sàn người ta bọc 6D hết rồi nè anh chị thấy không, không có một xíu mục mọt luôn, bọc 6D toàn bộ hết rồi. Trang bị túi khí nè, là túi khí nè, đó những cái vân gai trên táp lô đó, kem hành trình nè, cửa sổ nóc nè, đầy đủ hết. Mua về là chỉ việc sử dụng thôi, máy móc bao êm luôn nha anh chị nha. Đó là con Kia Forte ạ, bên em bán giá 345 triệu anh chị. Tiếp theo một con Kia nè, Kia này sản xuất năm 2015, lắp ráp trong nước nha. Đây là dòng xe hatchback máy xăng số Tây, đi con này đi được 58.000 rồi, giá bên em bán là 245 triệu con Kia Morning đời 2015, máy 1 chấm ạ. Đây là phong dáng nè, bốn vỏ đúc mới nè, mâm đúc nè, một màu trắng ngọc trinh anh chị nhé. Con xe này đã full đồ chơi rồi, chất xe rất liền lạc luôn. Đây nè, tắp bi nè, chị coi tắp bi nè, tích hợp nè, gương chỉnh điện nè, ghế nè, nhà vừa bọc lại ghế rất là mới anh chị thấy không. Đó, trang bị một cái màn hình nè, cực lớn luôn. Đây ạ, à, đây là một cái màn hình nè, rất là lớn. Con này điều hòa tự động toàn diện nha anh chị nhé. Con này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Anh chị thích dòng này Trần Anh sẽ gửi clip trực tiếp cho nhé, tham khảo những mẫu xe bên salon ô tô miền Nam bên em bán ra ạ. Chất đóng cửa rất là liền lạc. Ghế sau nè, rất là mới anh chị nha. Bốn vỏ đẹp như nhau luôn, bốn vỏ nè. Gầm bề ở trong là không có một xíu mục mọt anh chị nha. Đó, Kia Morning đời 2015, máy xăng, mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm 5 lít trên 100 km thôi ạ. À, bốn vỏ đẹp như nhau luôn ạ. À, chất đóng cửa đây nè,
Đó là tổng quan phần nội thất của con Kia Morning đó anh chị. Bốn vỏ đẹp như nhau luôn. Cụm đèn nguyên bản theo xe nè. Con này đăng kiểm tháng 7 năm 2020 anh chị nhá. Ở bên em rất là nhiều mẫu xe anh chị. Anh chị muốn xe từ đời cao cấp, tập chạy tập lái bên em vẫn có nhá. Honda nè, Lexus nè, Audi nè, Ford nè, Toyota nè, Hyundai nè. Bên em có hết nhá. Và bên em có thêm một con Fortuner đời 2009. Con này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Con này màu bạc anh chị nha. Máy dầu, con này là máy 2.5 bản MT à. Trang bị là cùng thắng ABS nguyên bản theo xe anh chị. Con này bên em bán giá 545 triệu Fortuner đời 2009 anh chị nha. Đây ạ. Đây là con Isuzu Highlander máy 2.5 bản MT sản xuất năm 2008 nè. Giá bên công khai bán ra là 295 triệu. Anh chị tới tận nơi mua đồng thời bên em có bớt cho luôn. Xe này Trần Anh đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Đời 2008. Bánh treo. Có xài turbo anh chị nha. Có turbo luôn anh chị. Nội thất đẹp lắm. Mâm là xi mâm xi nốt hết toàn diện, bốn vỏ rất là mới. Đó là phong dáng con Isuzu Highlander. Nội thất bên bác tài nè, Trần Anh quay sơ cho anh chị xem nhé. Đây là nội thất bên bác tài nè, từ tắp bi cửa nè, vô lăng bốn chấu nè, nội thất nè ở trong mới 80% luôn. Chất xe gia đình người ta đang sử dụng luôn. Xe của một nhà giàu cho anh chị nhé. Đó, tắp lô những cái vân gai nè, nguyên bản hết. Đó, Isuzu đó. Gương chính điện đây ạ, dòng xe 7 chỗ. Cái bi cửa này anh chị coi những cái vân gai nè. Nó nguyên bản lắm. Đó anh chị thấy không? Trần là trần da nè, dàn lạnh nguyên bản theo xe nè. Ghế phía sau đây ạ. Còn rất mới anh chị không? Không có một xíu mục mọt luôn. Trang bị là hai cái màn hình gối nè. Đó, hai cái màn hình gối trên xe đây. Bốn vỏ mới 90% luôn nè. Anh chị thấy bốn vỏ không? Bốn vỏ mới gầm bề nè, không có xíu bụng mọt luôn. Đó là con Isuzu Highlander đời 2008 đó anh chị. Bánh treo anh chị nhá. Giá bán bên em là 295 triệu anh chị tới tận salon ô tô anh chị mua xe đồng thời bên em có bớt cho anh chị và bao rút hồ sơ cho anh chị hết toàn diện nhá. Đó, bốn vỏ đẹp như nhau luôn. Đây là con Fortuner nè, 545 nè. 545 triệu đời 2009, máy dầu. Con này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi nha anh chị nha. Con Fortuner. Đó, phong dáng của em ở đây rất là đẹp luôn. Em về tiếp thêm một con xe Ford Ranger bản XLT máy 2.2 bản MT anh chị nha. Sản xuất đây ạ. Sản xuất năm 2013, xuất xứ Thái Lan. Đi được 72 vạn rồi. Con này giá bán bên đây là 448 triệu. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Con xe này xíu nữa Trần Anh sẽ làm clip chi tiết cho anh chị xem nhé.
Đó, tổng sơ lược về con Ford Ranger đây ạ. Bản số 93C12643, 93 Bình Phước nè anh chị. Con này màu đỏ bọc đô nhá. Rất cá tính, rất mạnh mẽ luôn. 4 vỏ mới tinh. Máy 2.2 đây. Thích hợp là xi nhan trên gương gương lái nè. Sau có cái thùng rất là lớn. Xe không có một xíu cứng đụng con vên luôn anh chị coi nè. Hai cầu điện nhá, con này xài hai cầu điện đây ạ. Hai cầu điện nè. Con số nó nguyên bản là xe tắp bi nè. Vô lăng nè. Biểu tượng Ford nè. Đây ạ. 72.390 km rồi. Đó, nguyên bản là xe hết á. Màu đỏ bọc đô anh chị. Ghế sau đây ạ. Ghế sau nè. Ghế sau là mới tinh luôn. Chân nỉ á. Trụ cột kèo không có một xíu cứng đụng con bên con xe này luôn. 4 vỏ là mới 90% mà. Mâm nguyên bản của xe của Ford luôn. Đây ạ. Cụm đèn sau của nó đây. Ford Ranger. Nắp thùng sau này anh chị. Đó, nắp thùng mở lên nè. Trang bị là hai tiêu nhúng thi lực nè. Nắp thùng trong nè. Mới tinh. Bản XLT này nhé. Đó là tổng quan những màu xe còn lại bên Salon Ô tô miền Nam chi nhánh 2 do Trường Anh đứng ra chịu trách nhiệm bán hàng toàn diện đến toàn thể tất cả các anh chị nhé. Đó, những mẫu xe em bán ra là bao đẹp đến toàn thể tất cả anh chị luôn ạ. Anh chị tới tận nơi anh chị xem những mẫu xe bên em bán ra nhé. Bao cọp không có một xíu lỗi lầm luôn. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.